siêu bo 99 đầu 35 hải quan chính ngạch. Mình dọn áo 99 nhưng mà mâm ga đơ hai đĩa nha các bạn. Này mình dọn đa phong cách cho các bạn chơi. Thì 99 đầu 35 hải quan chính ngạch, mình dọn phong cách này cho nó là lạ cho anh em chơi. Còn bên mình thì luôn luôn có bao thay màu áo, bánh căm, bánh mâm mà khách thích nha. Còn cơ bản thì xe chỉ dọn sạch đẹp thôi, chẳng qua nó chỉ bộ áo bên ngoài là cặp bánh căm, bánh mâm gì đó, anh em cứ nói thì mình sẽ thay theo ý các bạn. Rồi nhắc lại nghe, 99 đầu 35 hải quan chính ngạch, dọn full mới sạch đẹp từ trong ngoài, đồ zin theo xe còn rất là nhiều nha các bạn. Xe này có cái bô gam, cái bô gam, nhưng mà mình nhìn thấy thì cái bô gam này có dặm rồi. Rồi, cảm ơn anh em đã xem clip.